Sau 3 ngày làm việc tích cực, hiệu quả, khẩn trương, nghiêm túc, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Ninh Bình năm học 2023-2024 đã thành công tốt đẹp. 64 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tiết dạy thể hiện rõ sự đổi mới về phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra và những nét đặc thù của các bộ môn. 100% giáo viên dự thi đạt mức điểm giỏi trở lên, trong đó một số giáo viên đạt mức điểm xuất sắc. Nhiều báo cáo, biện pháp giáo dục của giáo viên dự thi thể hiện sự đầu tư công phu, chất lượng, xuất phát từ thực tiễn các hoạt động đổi mới trong giảng dạy và giáo dục ở nhà trường, thể hiện sự tìm tòi, khám phá, áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy và giáo dục, thể hiện được tính khoa học, tính sư phạm và tính thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực học sinh. Hội thi là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, dạy tốt, học tốt trong toàn ngành. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.